Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 7 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu sẽ là thông tin về tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chủ yếu chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ hoạt động yếu. Thời tiết các khu vực trong tỉnh chưa có nhiều thay đổi so với hôm nay. Cụ thể, ở tại khu vực miền Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ giao động từ 27 cho đến 34 độ, đó cũng là hình thái thời tiết chủ đạo tại các địa phương miền Tây và thành phố Hạ Long. Nhiệt độ tại đây cao hơn khu vực miền Đông một chút, phổ biến từ 28 cho đến 34 độ. Còn đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, tiết trời cơ bản cũng là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất là 33 độ và thấp nhất là 27 độ. Trên biển có gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km. Tàu thuyền có thể lưu thông bình thường. Vừa rồi là tình hình thời tiết tỉnh Quảng Ninh trong đêm nay và ngày mai. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Trong đêm nay và ngày mai, tại miền Bắc, mưa rông tiếp tục xuất hiện rải rác. Một số tỉnh vùng núi có thể xảy ra mưa vừa, mưa to và rông, tập trung về đêm và sáng. Trong mưa rông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và cả gió giật mạnh nguy hiểm. Vào ban ngày trời chuyển nắng, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ so với những ngày trước. Riêng khu vực đồng bằng Trung Du có thể xảy ra nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ ban trưa phổ biến từ 32 cho đến 35 độ. Ở miền Trung, mưa cơ bản chấm dứt, nên nhiệt đêm giao động trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ. Sang ngày mai, toàn khu vực trời tạnh giáo, nắng nóng gia tăng trở lại, với nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, giao động từ 33 cho đến 36 độ, một số nơi cao hơn. Còn đối với các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, nắng bớt gai gắt hơn, với nhiệt độ ban trưa duy trì trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ. Đến chiều tối, mưa rông có thể xảy ra cục bộ tại một số nơi như Ninh Thuận, Bình Thuận. Tuy nhiên, lượng mưa không nhiều và chỉ trong thời đoạn ngắn. Với các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, tiếp tục có mưa rông rải rác vào chiều tối. Một số nơi có thể xảy ra mưa vừa, mưa to và rông. Trong mưa rông cũng cần đề phòng gió giật mạnh. Vào ban ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng từ 29 cho đến 32 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 31 cho đến 33 độ ở khu vực Nam Bộ. Chuyển sang thời tiết biển, khu vực Bắc và Nam biển Đông bao gồm cả hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa phổ biến có gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Riêng khu vực giữa biển Đông, gió Tây Nam có cường độ cấp 6, giật trên cấp 6. Ngoài ra khu vực Bắc và giữa biển Đông còn có mưa rông rải rác làm tầm nhìn xa giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Tàu thuyền lưu thông cũng cần chú ý đảm bảo an toàn.